Dạ vâng, em Kim thân mến, chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Moon Cơ Giới VN nha. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Kim tiếp tục review một cái sản phẩm mang thương hiệu Kobenco SK115SR. Thì cái dòng sản phẩm này hôm trước em Kim bán với mức giá là 550 triệu. Đầu xuân thì em quyết định mình giảm giá ha. Mình giảm giá để hỗ trợ cho khách hàng cũng như là chi ăn cho khách hàng. Với mức giá em Kim chào bán hiện tại là 519 triệu cái giá tại kho, phải là mình hỗ trợ giá cho khách hàng để mình khách hàng dễ đầu tư mà em Kim dễ bán nha. Nói nhỏ cho nghe là vì năm 2024 này em Kim quyết định chạy số lượng, cho nên cái mức giá mà em cân đo đong đếm thì sẽ cạnh tranh trên cái thị trường hiện nay. Cho nên là anh em nào mà quan tâm đến những cái dòng xe máy đào bên nhà em Kim thì có thể mua trong dòng trong cái khoảng thời gian này, thì cái giá nó cực kỳ rẻ luôn. Đầu năm mà mình hỗ trợ cho khách hàng cái giá mềm ơi là mềm luôn rồi ha. Vâng, em sẽ trở lại cái sản phẩm này thì nó tương đương với 045. Vậy anh chị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ vào cái số hotline cho em Kim cũng như là cái số Zalo là 0966 340 640, để em Kim gửi toàn bộ hình ảnh chi tiết và video hoạt động máy để anh chị mình trước khi đến kho xem máy, hoặc là có thể mình chốt qua online cũng như mọi khi ha. Là vì 80% nhà em Kim là đa số là chốt online nha. Sản phẩm mà em Kim bảo dưỡng ra thì anh chị cũng xem rất là nhiều video rồi, thì anh chị cũng hiểu rõ được cái quá trình mà bảo dưỡng cũng như là cái cách mà em Kim mua bán rồi nha. Nhắc lại cái giá nè, 519 triệu giao tại kho cho anh chị mình nha. Xe này em Kim đã bảo dưỡng tất tần tật rồi ha, dễ dàng chốt mà dễ dàng sử dụng luôn. 519 triệu mà thôi, em giao tại kho nha cô chú anh chị. Vậy anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm này, gọi ngay cho em đi nha. Thân mến chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo nhé.